Thưa quý vị và các bạn, như thể thao TUP đã đề cập trong câu chuyện trước, ngày nay các vận động viên thể thao đỉnh cao cũng như bóng đá không chỉ tập trung vào chuyên môn hiện tại, mà còn có ý thức chuẩn bị cho mình những kiến thức để lo cho cuộc sống tương lai sau giải nghệ bằng cách đi học đại học. Công Phượng hay các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không phải trường hợp duy nhất vừa đá bóng vừa làm sinh viên. Châu Tuyết Vân là một ví dụ điển hình. Đá nữ họ Châu đang sở hữu thành tích 6 lần vô địch thế giới quyền taekwondo. Nhưng bên cạnh đó, Châu Tuyết Vân còn là sinh viên giỏi của trường đại học Tôn Đức Thắng. Vậy nhà vô địch quyền taekwondo thế giới đi nước ngoài thi đấu và tập huấn liên tục có được nhà trường ưu ái gì không? Và làm thế nào để hoàn thành tốt hai nhiệm vụ? Dạ, về việc ưu ái thì Vân cũng được ưu ái về một số mặt. Nhưng mà về việc học thì Vân vẫn sẽ phải học bình thường như các bạn. Thì sáng Vân vẫn sẽ đi học, cho đến chiều thì bắt đầu là sẽ đi tập. Nếu như mà mình bận đi thi đấu thì những cái ngày mà nghỉ hè hay nghỉ lễ thì bắt buộc là mình phải học bù, hoặc có thể là phải học dự thính vào buổi tối thì để có thể kịp tiến độ với lại các bạn trong lớp của mình, trong khoa của mình. Vừa học tập tốt, vừa thi đấu hay, lời khuyên đàn chị Châu Tuyết Vân hẳn rất có ích cho Nguyễn Công Phượng trong việc thu xếp thời gian học tập và thi đấu. Và dĩ nhiên, khi nhà trường đã thấu hiểu công việc của những sinh viên đặc biệt như Công Phượng hay Châu Tuyết Vân, thì việc sắp xếp lịch học là không phải quá khó khăn. Và nếu mà có sắp xếp được thời gian đánh đổi, thì trường sẽ cử cán bộ tới để hướng dẫn việc học tập cho các em. Đó là một cái chế độ dành riêng cho những cái cầu thủ tài năng của chúng ta. Và mong rằng em sẽ tốt nghiệp sau khi mà kết thúc cái cuộc đời thể thao đỉnh cao thì cũng có được cái tấm bằng đại học để mà tiếp tục cái cuộc sống trong xã hội. Tôi cũng có cơ hội được làm việc với các thầy ở trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nơi mà rất nhiều cầu thủ Hoàng Gia Lai từ lứa học viên và lớp năng khiếu đang theo học. Thì hiện nay các bạn được đào tạo từ xa thì tôi nghĩ đấy là vấn đề không quá phức tạp. Còn như đặc biệt những người cầu thủ như Công Phượng đã tư duy và chuyên môn, đặc biệt là buổi cũng hoàn thành những giáo án mà các thầy đưa ra, tôi nghĩ đó là không đều không quá khó khăn gì với bản thân nhà trường mà Công Phượng. Học tập không bao giờ là thừa. Với những tài năng thể thao như Công Phượng hay Châu Tuyết Vân, họ phải đi trên cả hai con đường. Có trên thể thao TUP.